Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, tháng 7 cô hồn. Bí mật làm điều này, vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, 100 tỷ cầm tay, trả sạch nợ nần, tiền vàng nhét, chật két, cực giàu có. Quý vị thân mến, sống ở đời nên làm người đơn giản, kiên định và thực tế, chớ có chìm đắm vào những ảo tưởng, càng không nên lo sợ những chuyện không đâu. Đối với bất kỳ sự việc nào đều nên giữ thái độ ôn hòa, không nên tùy tiện nổi nóng, bởi người ta vốn không thiếu nợ bạn, trên thế giới này không có hai chữ phải nên. Tử vi mệnh có chỉ ra rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng giàu sang phú quý. Có người phải đánh đổi hy sinh, bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới xây dựng được cuộc sống sung túc đầy đủ. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, được Phật trời ưu ái, vươn mình đổi đời, giàu nhanh chóng mặt, vàng đeo chĩu cổ, tiền nhét nứt két, trúng số đổi đời, mua nhà tậu xe, tay ôm tiền tỷ giàu có không ai bằng. Vào tháng 7 âm lịch nếu như không cảnh giác, tiểu nhân hãm hại xui xẻo, đầu không xui không lọt, vỡ nợ, đại hạn giáng đầu, làm ăn lỗ 100 tỷ khổ sở trăm bề, vậy vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về tính cách cuộc đời người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Quý Hợi 1983 có thiên can Quý Thủy, địa chi Hợi Thủy. Những người này giỏi kiếm tiền và có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ coi trọng danh dự, phẩm chất và chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy mỗi khi đảm nhiệm một công việc, trọng trách nào đó, tuổi Quý Hợi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt. Đối mặt trước khó khăn, áp lực của công việc, có người nhăn nhó, khó chịu, có người kêu ca chán nản. Nhưng với tuổi Quý Hợi lại khác, họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách, thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén giúp những người này vượt qua khó khăn. Khi làm việc họ rất cẩn thận, vậy nên mỗi sự việc đều có tài ý, chú trọng nguyên tắc không theo thực tế. Họ thường là mẫu người thanh tao, êm thắm, ôn nhu, bình tĩnh và hướng nội, được mọi người yêu mến vì nói năng nhỏ nhẹ, nắm bắt tâm lý tốt. Họ là người chính trực, cần mẫn, dù gặp hoàn cảnh khó khăn cũng cố gắng mở đường thoát khỏi. Họ có mơ ước và hoài bão rất lớn, là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Quý Hợi là người có khí chất nhiệt tình, ngay thẳng. Phụ nữ Quý Hợi rất thích trưng diện, họ cũng rất giỏi trong việc tháo gỡ những khúc mắc, sẵn sàng nhường nhịn người khác khi xảy ra mâu thuẫn. Có thể nói, chân thành và tin cậy là hai tài sản đáng quý giá của Quý Hợi. Bản mệnh thường thích hưởng thụ cuộc sống tự do, tự tại ở nơi bình yên vắng vẻ. Đây là người luôn khiêm tốn, cẩn trọng và có tấm lòng rộng mở. Nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ tài hoa hơn người, thường làm nhiều việc nghĩa và được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Bạn là người có tinh thần đồng đội cao, nếu có phúc tu nhân tích đức, sống quân tử và quảng đại thì luôn có quý nhân phù trợ không bị bệnh họa, số phải chịu thiệt về mình. Nên khi bị mất mát do người thân mang tới cứ bình tĩnh sẽ đón nhận lộc mới lớn hơn. Nếu không có phúc tu dưỡng tê tâm trí bản thân sẽ dễ lao vào con đường nghiện ngập, làm ăn thất bát không lối thoát. Sống theo phương châm, mình vì mọi người vì mình, hoạt động của họ luôn có bóng dáng của bạn bè, người thân cùng hợp tác, bạn túc trí đa mưu, có nhiều ý tưởng sáng kiến, đầu óc luôn biến động, tư duy linh hoạt sắc bén. Họ có thiên phú về hùng biện, diễn thuyết, có thể diễn đạt, viết lách không bao giờ cạn ý, hết lời. Tuy nhiên, tuổi Quý Hợi thường đào hoa, dễ bị tình cảm chi phối công danh sự nghiệp, bề ngoài vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong lòng sóng tình trỗi dậy.
Điều này khiến họ càng nghĩ càng rối. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử mà tuổi 1983 có nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi và được nhiều người yêu quý tôn trọng. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc suy nghĩ của mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Quý Hợi luôn luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh. Người tuổi Quý Hợi có số được cha mẹ để dành cho của cải, trung vận và hậu vận được hưởng cuộc sống giàu có, khá giả. Tuy nhiên, họ không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em, nên tình thân trong gia đình không mấy mặn mà. Đối mặt trước khó khăn áp lực của công việc, có người nhăn nhó khó chịu, có người kêu ca chán nản. Nhưng với tuổi Quý Hợi lại khác, họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách, thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén, giúp những người này vượt qua khó khăn. Quý Hợi có đầu óc kinh doanh, nhưng lại khá tiêu cực và bị động trong việc quản lý tài sản, trừ khi người khác có đầy đủ lý do và thuyết phục được họ một cách tuyệt đối, nếu không họ sẽ không bao giờ chịu mở hầu bao của mình. Một số người khác làm giáo viên, luật hoặc viết lách văn chương, lĩnh vực thủy hải sản, quán ăn, khách sạn, dung dịch hóa chất cũng có thể đưa họ tới thành công. Cổ nhân thường nói, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. Trong cuộc sống, nam Quý Hợi không đợi chờ may mắn tìm đến, mà luôn chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình, luôn có tấm lòng biết ơn và quan tâm giúp đỡ người khác. Có như vậy, bản mệnh sẽ dễ dàng gặp được quý nhân tin tưởng, giúp đỡ. Tình hình tài chính của tuổi Quý Hợi có sự tiến triển, thu nhập vẫn ổn định như trước, đồng thời có nhiều cơ hội gia tăng thêm từ các nguồn thu khác nhau. Càng chăm chỉ nỗ lực làm việc thì mệnh chủ càng nhận được số tiền lương xứng đáng, đương số nên chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm để lập được quỹ dự phòng cho tương lai. Bản mệnh có thể chi tiêu cho gia đình, chăm sóc sức khỏe, đầu tư an toàn vào lĩnh vực mình hiểu biết rõ sẽ thu về lợi nhuận tốt. Người tuổi Quý Hợi rất tốt bụng, không đòi hỏi nhiều, vì thế họ cũng ít kẻ thù và rất nhiều bạn. Họ có tài nấu nướng và thường thích tổ chức tiệc tùng. Bạn thường là người luôn có tình cảm nồng ấm, đầy yêu thương. Họ là những người của hôn nhân và gia đình, biết thông cảm và quan tâm là hai đặc điểm khiến người này thành người bạn đời tuyệt vời. Đồng thời, họ cũng là người ngây thơ, ngọt ngào, nhút nhát và bảo thủ và là kiểu người lãng mạn trong tình yêu. Họ là người tận tâm, nhưng nếu họ chọn nhầm người thì việc đó có thể dẫn tới đau khổ và nỗi buồn, vì người tuổi Quý Hợi rất chung thủy với người mình yêu mến. Nếu thật sự có đổ vỡ thì họ cũng sẽ hồi phục được và sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm. Nhưng trên hết, họ là người cho và người bạn đời của họ không nên lạm dụng điều đó, vì họ có thể nổi giận và bỏ đi. Gia đạo của quý tuổi êm ấm, hòa khí tốt đẹp. Bản mệnh hãy luôn khoan dung với người thân bên cạnh, dành thời gian trò chuyện và gắn kết để tình cảm gia đình thêm sâu sắc hơn. Đôi lúc trong gia đình không tránh khỏi những bất đồng về quan điểm. Lúc này bản mệnh nên rèn luyện, tu dưỡng cho mình tính cách và phẩm chất cao quý, biết lắng nghe, đưa ra lời khuyên sáng suốt cho những người thân sẽ giúp gia đình ngày càng phát triển thịnh vượng. Bước sang tuổi 42 trở đi, đã đến lúc tuổi Quý Hợi phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Mệnh chủ không nên lao động quá sức mà cần tập trung lên kế hoạch chăm sóc cơ thể một cách nghiêm túc, cẩn thận. Mỗi ngày bạn nên vận động với cường độ vừa phải như đi bộ, chạy bộ, tập dưỡng sinh, rất tốt cho cơ thể. Sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc sẽ giúp khí huyết lưu thông, năng lượng dồi dào. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, tuổi Quý Hợi thiên can Quý Thủy, địa chi Hợi Thủy. Theo ngũ hành cho thấy, bạn độc lập, quyết đoán, mạnh mẽ và bạn hoàn toàn xứng đáng với số tiền mình kiếm được trong thời gian này. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, tương hại mang lại cho tuổi Quý Hợi cảm giác bất công, mọi công sức của mình hoàn toàn bị xem nhẹ. Không ít người cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại. Nếu muốn tìm kiếm một công việc mới phù hợp hơn, bạn cần chút thời gian nâng cấp hồ sơ của mình. Lâm quan nhập mệnh cho thấy sự độc lập tự chủ của tuổi Hợi trong mọi việc. Đôi khi do hoàn cảnh dồn bạn tới chân tường, nên bạn trở nên mạnh mẽ quyết đoán hơn bao giờ hết. Có thể thấy trong tháng này bạn không nhờ được mọi người. Vì thế, khi gặp khó khăn phải tự mình chống đỡ. Tốt hơn hết bạn hãy tự chuẩn bị trước những công việc của mình một cách chu đáo. Cẩn thận bạn nhé. Thực ra bạn khá tin tưởng con đường của mình, nhưng không phải ai cũng trong hoàn cảnh tương tự, nên họ không hiểu, không ủng hộ. Thế nên tốt hơn hết là không cần giận hờn làm gì, thay vào đó, hãy tập trung thực hiện, khi có kết quả thì không ai có thể từ chối bạn nữa. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, không phải khi nào cũng có thể yêu cầu người ấy thông cảm cho bạn. Hãy cứ yêu thương và dành thời gian cho một nửa của mình ngay khi có thể, đừng vì giận hờn mà xa nhau quá lâu. Tình hình tài chính thời gian này cũng khá ổn định. Bạn kiểm soát được tình hình tài chính hiện tại, nên khó khăn cũng đã tạm lắng xuống. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu,
tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc giải thoát cho những vong hồn, nguồn gốc khác nhau. Nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp Quý Hợi tuổi sinh 1983, tháng 7 âm lịch. Tỷ thiên gây ra những nhiễu loạn trong cuộc sống, cho tới công việc của con giáp tuổi Quý Hợi trong thời gian này, bạn khá vất vả, phải tự mình lo lắng mọi thứ, nhưng lại có kẻ phủ nhận công sức, thay vì chống đối, bạn nên tuân theo, đừng cố gồng lên tranh cãi, cứ im lặng tập trung vào công việc và để kết quả cuối cùng là câu trả lời rõ ràng nhất, còn những kẻ không hiểu chuyện thì tốt hơn hết là nên tránh xa. Bên cạnh đó, bạn cũng hãy thử đánh giá lại bản thân, xem liệu bạn có đang quá cứng nhắc hay không, có thể bạn chăm chỉ nhưng cách thể hiện không linh hoạt, nên mới bị hiểu nhầm. Nếu biết tính toán cặn kẽ vấn đề, gỡ rối từng bước thì mệnh chủ sẽ giải quyết được mọi sự việc. Làm gì cũng cần bình tĩnh, chậm mà chắc thì sẽ đạt được kết quả tốt. Cổ nhân thường nói, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. Trong cuộc sống, mệnh chủ không đợi chờ may mắn tìm đến, mà luôn chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình. Luôn có tấm lòng biết ơn và quan tâm giúp đỡ người khác. Có như vậy bản mệnh sẽ dễ dàng gặp được quý nhân tin tưởng, giúp đỡ. Xét phương diện tài lộc tuổi Quý Hợi 1983 tháng 7 âm lịch. Lĩnh vực tài chính cũng sẽ là chủ đề sôi nổi trong tháng này. Đây là thời điểm phù hợp để bạn có thể lập một kế hoạch tài chính cho bản thân và tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới. Các hợp đồng mới mở ra những cơ hội đáng mơ ước cho con giáp. Tuy nhiên, bạn cũng cần thận trọng để cân nhắc nhiều hơn trước khi ra quyết định, đề phòng có những cái bẫy không mong muốn. Thiên đức mang tới cho bản mệnh cơ hội liên quan tới tiền bạc, người làm ăn kinh doanh thời gian này cũng rất dễ để phát tài phát lộc. Hãy tận dụng các nguồn lực đang có để đạt được doanh thu như ý trong thời gian này bạn nhé. Bên cạnh việc tiết kiệm, bạn cũng cần để dành tiền để đầu tư. Nếu số tiền chưa đủ nhiều, thì hãy đầu tư vào bản thân bằng việc mua sách, tham gia các khóa học. Chỉ khi bạn thực sự nâng cấp bản thân, thì dòng tiền lớn hơn mới đổ về túi của bạn. Thu nhập vẫn ổn định như trước, đồng thời có nhiều cơ hội gia tăng thêm từ các nguồn thu khác nhau. Càng chăm chỉ nỗ lực làm việc thì mệnh chủ càng nhận được số tiền lương xứng đáng. Ở độ tuổi 42, Quý Hợi nên chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm để lập được quỹ dự phòng cho tương lai. Bản mệnh có thể chi tiêu cho gia đình, chăm sóc sức khỏe, đầu tư an toàn vào lĩnh vực mình hiểu biết rõ sẽ thu về lợi nhuận tốt. Xét phương diện tình duyên gia đạo tuổi Quý Hợi 1983 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 âm lịch, những ngày cuối tuần trong tháng bạn sẽ chìm đắm trong không gian riêng tư, không sợ bị ai quấy rầy, bạn đang muốn tái tạo lại năng lượng của mình. Nhưng vẫn có những người nhận xét là bạn có phần lạnh lùng, xa cách, tính cách cứng nhắc có thể là nguyên nhân người ấy cảm thấy bạn xa cách. Cho dù thật lòng bạn rất yêu thương một nửa của mình, vì thế bạn nên học cách thể hiện bày tỏ cảm xúc của mình một cách dịu dàng và ấm áp hơn nhé. Ngũ hành tương sinh mang lại những nhân duyên tốt đẹp cho con giáp, từ việc kết nối để làm ăn cho tới bắt đầu một mối quan hệ. Người độc thân hãy mở lòng với những mối quan hệ mới và tìm kiếm những đối tượng có thể phản ánh giá trị của bạn. Những cặp đôi nếu có hiểu nhầm gì thì nên dành thời gian chia sẻ, vì mọi việc sẽ dễ dàng hóa giải hơn trong thời gian này. Hơn nữa, khi bạn biết hạ bớt cái tôi thì mối quan hệ của hai người càng hiền hòa vui vẻ. Trong vấn đề gia đạo của quý tuổi êm ấm, hòa khí tốt đẹp, bản mệnh hãy luôn khoan dung với người thân bên cạnh, dành thời gian trò chuyện và gắn kết để tình cảm gia đình thêm sâu sắc hơn. Đôi lúc trong gia đình không tránh khỏi những bất đồng về quan điểm, lúc này bản mệnh nên rèn luyện, tu dưỡng cho mình tính cách và phẩm chất cao quý, biết lắng nghe, đưa ra lời khuyên sáng suốt cho những người thân, sẽ giúp gia đình ngày càng phát triển thịnh vượng. Xét phương diện sức khỏe tuổi Quý Hợi 1983 tháng 7 âm lịch. Tháng này khá bận rộn, nên ngay khi có thời gian được nghỉ thì nhớ tranh thủ nghỉ ngơi bạn nhé, cố gắng gác lại những lo lắng, muộn phiền trong thời gian gần đây để có được giấc ngủ thật ngon. Vì đó là cách bạn sạc lại pin một cách nhanh nhất. Bạn đã biết rất rõ lợi ích của việc tập luyện thể thao thường xuyên, nhưng vì quá lười hoặc không sắp xếp được thời gian hợp lý cho việc này. Tuy nhiên,
tháng này rất phù hợp để bạn bắt đầu với mục tiêu cải thiện sức khỏe của mình. Thời điểm này chạy bộ chậm là cách tập luyện tốt nhất tăng cường chức năng hô hấp. Vì thế, bạn có thể rủ bạn bè để cùng nhau duy trì lịch tập luyện nhé. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Quý Hợi 1983. Ngày mùng 5 âm lịch. Đây là thời điểm tuyệt vời để người này tập trung phát triển cá nhân và thể hiện bản lĩnh của mình. Bạn có thể trở thành người tỏa sáng trong tập thể. Ngày mùng 6 âm lịch. Con giáp này biết thế mạnh của mình ở đâu, đồng thời không ngừng tìm tòi khám phá thêm những kiến thức và kinh nghiệm mới để tự phát triển bản thân, bạn khiến lãnh đạo đánh giá cao. Ngày mùng 8 âm lịch. Nhờ có tinh thần kiên định, dám nghĩ dám làm mà bản mệnh có thể bắt tay vào bất cứ công việc gì, cho dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, thành công nằm trong tầm tay bạn. Ngày 10 âm lịch. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định trong sự nghiệp sẽ giúp bạn có một nguồn tài chính dồi dào, dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn, đủ tiêu, có của tích lũy. Ngày 14 âm lịch. Người tuổi Hợi chủ động trong mọi việc chứ không cần ai phải nhắc nhở, nhờ vậy mà bạn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp và sự tin tưởng của cấp trên. Ngày 18 âm lịch. Nửa kia sẽ là hậu phương vững chắc cho bạn sau mỗi ngày làm việc vất vả, chính bạn cũng rất trân trọng người luôn ở bên mình khi khó khăn, nên càng dồn hết tình cảm cho đối phương. Ngày 22 âm lịch. Con giáp này có thể biến thách thức thành cơ hội, khiến người khác phải nhìn nhận và đánh giá bạn dưới con mắt khác xưa. Thành tích bạn đạt được sau khó khăn cũng giúp bạn tự tin hơn. Ngày 24 âm lịch. Tài lộc của con giáp này khá rực rỡ với những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư trước đây, hứa hẹn bạn sẽ có một túi tiền rủng rỉnh, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngày 28 âm lịch. Sự nghiệp của bạn phát triển hanh thông, có người được chuyển lên vị trí mới tương xứng với năng lực hoặc thay đổi công việc phù hợp hơn với thu nhập cao hơn. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Quý Hợi sinh 1983. Vận mệnh người tuổi Quý Hợi sinh tháng Giêng. Tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi Quý Hợi sinh thời điểm này trong năm thông minh mà hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng 1 âm lịch trong năm, bạn có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước biết sau, kính già yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người. Nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quang lộ. Sinh vào thời điểm này trong năm là người có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng cao nhã, không hề thô tục, đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì tuổi Quý Hợi sinh tháng 1 âm chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Tử vi dự báo rằng người này có thu nhập ổn định, cuộc sống khá tốt, bản mệnh thu về khoản tiền khá lớn, có thể tích lũy nhiều hơn cho tương lai, con giáp này có thể bỏ ra một khoản để đầu tư, thu về lợi nhuận tốt hơn, giúp gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, trước khi làm việc gì, bản mệnh cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng để tránh gặp rủi ro. Chuyện tình cảm của bản mệnh trong giai đoạn tới đây có nhiều tín hiệu đáng mừng, người độc thân có vận đào hoa nở rộ, sớm gặp được đối tượng ưng ý, con giáp này có thể mở lòng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Người đã có đôi không gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm, nếu có thì cũng chỉ là những giận hờn vu vơ và đều sẽ được giải quyết sớm. Vận mệnh người tuổi Quý Hợi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm là tiết thanh minh, người tuổi Quý Hợi có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh. Tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai. Sống thanh cao được nhiều người ngưỡng vọng, người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này, bạn dễ có được quyền chức trong tay. Nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn, có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo tỉ mỉ mọi chuyện, bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền không loạn. Tuổi Quý Hợi sinh vào tháng 3 âm lịch luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy vạy ngược xuôi, nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình. Họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt an nhàn hưởng phú quý. Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp,
bạn dễ lâm vào cảnh gặp mâu thuẫn với lãnh đạo, cấp trên có thể làm những việc khiến bản mệnh thấy bất mãn. Song bản mệnh cũng đừng vì thế mà hành sự nóng nảy, khiến đối phương bị bẽ mặt, việc đó không tốt cho sự nghiệp tương lai của bản mệnh. Với người làm kinh tế bản, mệnh cũng nên hạn chế giao tiếp với những người có chức có quyền trong ngày hôm nay. Bản mệnh muốn làm giàu nhanh, nhưng tốt nhất vẫn là đi từng bước, chậm mà chắc, dùng sức lao động của chính mình để kiếm tiền về trong túi. Thời gian này, chuyện tình cảm cũng khiến cho bản mệnh phải bận lòng, dường như bản mệnh và người ấy lúc nào cũng mâu thuẫn với nhau. Vì những vấn đề nhỏ nhặt, có những lúc bản mệnh muốn làm ngơ và bỏ mặt mối quan hệ, muốn ra sao thì ra. Vận mệnh người tuổi Quý Hợi sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết Lập Thu, tuổi Quý Hợi sinh tháng 7 âm cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình. Nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận, vận mệnh thăng trầm khó định. Bản mệnh bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc, họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Cuộc đời người sinh tháng này khá bình yên, họ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, người thân hết lòng giúp đỡ nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song bản mệnh cần ghi nhớ trước khi làm chuyện đại sự phải bàn bạc, thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Quý Hợi sinh tháng 7 thật thà thẳng thắn, họ chăm chỉ làm việc, yêu lao động và không ngừng nỗ lực vươn lên. Tử vi cho biết, tuổi Hợi mang số mệnh giàu sang. Tử vi cho biết, dù xuất thân trong hoàn cảnh nào họ có thể đổi vận cuộc sống ngày càng sung túc. Thời gian này, người này có tài lộc dồi dào, người làm công ăn lương có cơ hội thử thách bản thân, từ đó thăng chức, tăng lương, tuổi Hợi này phát huy được năng lực mạnh mẽ, ngày càng tự tin vào bản thân, người làm kinh doanh thì buông may bán đắt, gặp được nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, những người đi làm ăn xa cũng thu được nhiều thành quả, những kế hoạch của con giáp này dần trở thành hiện thực, bản mệnh vững vàng đi lên trong công việc. Vận mệnh người tuổi Quý Hợi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết Bạch Lộ, tuổi Quý Hợi sinh tháng này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm, nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm nên học cách tự lập từ sớm, số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Tuổi này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do thoải mái, tiêu dao với đời, nhờ nhẫn nại kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Sinh vào tháng 8 âm lịch, người tuổi Quý Hợi sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thong dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè nhân duyên cực tốt, vì thế, chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Quý Hợi trong tháng 7 âm luôn giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Nhờ thế mà bản mệnh đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đồng thời giải quyết được nhiều vấn đề còn tồn đọng. Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay bản mệnh có thể chinh phục được đối tác hoặc khách hàng nhờ khả năng ăn nói khéo léo của mình. Con giáp này có thể ký được những hợp đồng béo bở, giúp đem về nguồn lợi nhuận lớn trong tương lai. Tiếc rằng, quan hệ vợ chồng lại không được êm ấm trong thời điểm hiện tại. Bản mệnh quá xét nét nửa kia, nên đối phương làm việc gì cũng khiến bản mệnh thấy không hài lòng, cứ tiếp tục thế này cả hai đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vận mệnh người tuổi Quý Hợi sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm là tiết Đại Tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều, họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Tuổi Quý Hợi sinh tháng 11 âm cuộc đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, chẳng chút ưu sầu, vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo thanh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ đạt được nhiều thành tựu. Sang tháng 7 âm này thiên ấn cho thấy, bạn mạnh mẽ, có tài lãnh đạo và nhiệt tình, chính vì thế công việc cứ êm xuôi qua ngày. Việc gì vào tay con giáp này đều được giải quyết nhanh gọn xúc tích. Tài ăn nói của người kinh doanh đối với khách hàng cũng được cải thiện nhiều sau khi được người khác góp ý.
Đường tài vận của con giáp này như được chắp thêm đôi cánh, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Tuy nhiên, mấu chốt là ở bạn, nếu không kiềm chế được sự nóng nảy của bản thân thì cực dễ mất trắng trong việc đầu tư. Cuối cùng là người tuổi Quý Hợi sinh tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp còn gọi là tháng Cổ Mật, trùng với tiết Tiểu Hàn, người tuổi Quý Hợi sinh tháng này trời sinh phúc lộc đầy mình. Có điều không có quyền thế trong tay, trong đời có đận khó khăn, hung nhiều cát ít, dễ bị tổn thọ. Người sinh tháng 12 âm cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho con giáp này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm, số mệnh long đong lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua. Nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang phú quý hơn người, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải. Đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi cũng sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Trong tháng 7 âm, đường công danh của bạn khá thuận lợi, các kế hoạch được triển khai đúng như dự tính của bản mệnh, đem thành quả rất đáng tự hào. Nhờ sự nghiêm túc, hết lòng vì công việc nên hôm nay bản mệnh đã nhận được niềm vui này. Song bản mệnh vẫn cần sửa những thói xấu cứng nhắc, bảo thủ của mình, mong muốn điều gì thì bản thân phải tự nỗ lực cố gắng, tâm linh chỉ hỗ trợ một phần nào đó, càng cố càng có được nhiều. Bên cạnh đó, những bạn đang đầu tư vào bất động sản, buôn bán, sẽ có lộc từ khách mang tới, tài chính vốn vẫn có khoản thu nhập ổn định. Nhưng điều khiến bản mệnh lo lắng là chi phí cho cuộc sống và các vấn đề công việc ngày càng tăng, khiến bản mệnh đôi khi cũng không thể kiểm soát được tài chính. Bản mệnh nên có phương án đối phó với những tình huống bất ngờ, tức là tiết kiệm tiền cho những khi cần dùng tới tiền. Quý vị thân mến, phần cuối Minh Đường Tử Vi sẽ mang tới các bạn câu chuyện đại bàng nhổ lông. Có hai con đại bàng, một con nhanh nhẹn bay cao, con còn lại thì chậm chạp, bay thấp. Con bay thấp luôn tỏ ra ghen tị, khó chịu với con bay cao. Một ngày nọ, vì sự chậm chạp của mình, nên con bay thấp xa vào bẫy của thợ săn, biết rằng cơ hội sống sót của mình là rất thấp, nên nó ra sức vang xin người thợ săn, nói rằng bản thân yếu đuối, chẳng thể bay được cao, nên nếu bắt được cũng chẳng có gì là kích thích. Nếu muốn thỏa mãn thú săn bắn và thể hiện tài năng, thì hãy bắt con đại bàng nhanh nhẹn đang bay ở phía trước kia. Người thợ săn gật gù nói rằng, cũng được thôi, nhưng cung tên của ta còn thiếu một chiếc lông vũ để làm cánh gió, ngươi có thể nhổ cho ta một chiếc lông được không? Con đại bàng mỉm cười trong lòng, liền đáp lại rằng, chỉ cần ông hạ gục con đại bàng bay cao kia thì một chiếc lông vũ chẳng nhằm nhò gì cả. Sau đó nó nhổ chiếc lông của mình và đưa cho người thợ săn. Người thợ săn liền hướng mũi tên vào phía con đại bàng bay cao, nhưng phát bắn không chính xác vì khoảng cách là quá xa. Ông ta thương lượng với con đại bàng bay thấp, ngươi có thể cho ta thêm một chiếc lông nữa được không? Không chút chần chừ, nó liền nhổ thêm một chiếc lông của mình rồi đưa cho người thợ săn. Tuy nhiên, mũi lên lần này cũng không chính xác. Hết lần này đến lần khác, người thợ săn tiếp tục thương lượng với con đại bàng bay thấp. Lông của nó lần lượt bị nhổ hết, mà vẫn không có mũi tên nào bắn trúng. Trên bầu trời, con đại bàng bay cao vẫn đang sải cánh bay vun vút. Ở dưới đất, đại bàng bay thấp đã trần trụi lông, giờ đây nó chẳng thể bay được nữa, đang chán nản vì không thể bắn được đại bàng trên cao. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con đại bàng ở dưới đất, người thợ săn liền nói, tại sao ta phải vất vả bắn đại bàng bay trên trời, trong khi ở đây có một con không biết bay. Sau đó, ông ta cầm con đại bàng trụi lông mang về nhà, từ một con đại bàng bay thấp, nay nó còn chẳng thể bay được nữa, sớm muộn cũng trở thành bữa ăn ngon miệng cho người thợ săn. Điều gì đã khiến nó ra nông nổi như vậy? Đó chính là sự đố kỵ chính là điểm xuất phát của mọi điều ác, vì ghen ghét với người khác mà có thể làm tất cả mọi thứ để hãm hại họ. Người có tâm đố kỵ sẽ chẳng bao giờ thấy vui cho thành công của người khác, họ dành nhiều thời gian để so sánh và tìm ra sai lầm của người kia. Cái giá của sự đố kỵ, của giả tâm hại người là không hề nhỏ, chẳng khác nào đào hố cho người khác, nhưng bản thân lại sa chân xuống và đó chính là nấm mồ của mình. Giống như câu nói trong Kinh Thánh, kẻ đào hố, đào sâu rồi bất cẩn lại rơi vào cái hố của chính mình, giá như con đại bàng bay thấp, biết nhìn vào con đại bàng bay cao để nỗ lực thay đổi cho tốt hơn thì đã không phải nhận cái kết thảm như vậy. Ở đời cũng vậy, chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả. Nếu cứ nhìn vào điểm tốt của người khác rồi ghen tị, so sánh thì mãi mãi cũng chẳng khá lên được. Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau. Hãy học cách hài lòng với những gì mà mình có, bỏ lòng đố kỵ, ghen ghét xuống, bạn sẽ thấy cuộc đời này tươi vui hơn rất nhiều. Đó cũng là cách để đi đến thành công nhanh hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất.
Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.